Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo dự thảo, tổ chức triển khai thí điểm mô hình đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đối với 10 ngành nghề trọng điểm thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và dịch vụ với khoảng 400 học sinh một ngành nghề. Tổng số người tham dự là khoảng 4.000 người. Đề án dự kiến thực hiện thí điểm đối với 10 ngành nghề phù hợp với đối tượng người học tốt nghiệp trung học cơ sở, bao gồm công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, vẽ và thiết kế trên máy tính, hướng dẫn viên du lịch và diễn viên múa.